Trời ơi là trời tôi tỉnh anh bảo đây mệt đúng không? Tội đi đâu, mình sống vậy mới đúng là con người bà mà. Là sao? Con người bà phải vậy. Người bà vậy người ta mới thương. Ủa là sao? Gì cầm bán lại cho gì? Anh bảo hả? Còn đang uống. Trời ơi, mua có còn 160 bán lại cho anh bảo 120. Bà mua hả? Mua trời. Bà mua. Bà mua hả? Bà bỏ 160 ra bà mua mà. Ôi, cầm bán lại cho anh Bảo thôi. 120 là kìm nghĩa luôn á. Bán lại quỳ vốn là bà mừng lắm rồi, bà bán lỗ. Ôi. Ôi. Ôi nè, nãy không còn bịch nè, lấy luôn nè. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ bên đây mua rồi. Bên đây không chịu mua nữa. Nào mới vô 200 đâu, chị Việt Kiều cho đâu. 300. 300 200. Có 200. 200 đúng rồi. Em khoe nè, khoe áp ơi nè. Có đây coi nè. À mộng cầm mà thì thuật lại cái câu chuyện cho mọi người dễ hiểu, mộng cầm mua có còn. Cái đó 160, rồi gặp anh Bảo bán lại 120 thôi. Thôi cứ nào có đó gọi là tình yêu của anh. Ở đâu có anh Bảo, ở đó có mộng cầm nha. Tưởng đâu là như mọi khi Mạnh Thường Quân cho bả. Dạng em bảo là săn sale đúng không? Săn cái thời điểm sale. Mua có ai mua, mua một cầm thì thích. Đi đi, bữa nào bà đi chơi đi, bữa nào đi tắm đi. Đi phan xếp đi rồi. Cái áo 30 ngàn rất là đẹp. Đẹp ha, cái áo con quỳnh cái cầm nè. Bông nè. Bông có quỳnh không? Đó luôn nè. Hồi nãy con cũ đi mua đồ bơi thì không đi. Đó quỳnh luôn nè. Mặc quần thì sợ lộ hàng. Nãy ngoài đường tứ hía phía qua lại tay ai con không thấy. Kiểu mặc ở trong thôi chứ không. Nãy thấy anh Bảo ăn bánh mì rồi nha. Anh gọi xong giờ tới mình cầm ăn bánh mì nha. Rồi ăn gì ăn gỏi cuốn nữa. Tài trợ bệnh hết luôn chị. Nói không? Nãy hơn cũng quay. Dạ, rồi xíu em ăn. Chị ăn trước đi. Cảm ơn chị. Nếu ở đây thèm lẩu được chết luôn. Rồi anh Bảo thèm lẩu nha. Rồi thì Mộng Cầm hồi nãy có phát ngôn là Việt Kiều mới bao chứ anh Bảo là không bao giờ bao đâu. Thèm lẩu ngủ đi, không ai đi nữa. Mua bánh mì rồi nãy gọi điện trước đi. Lẩu gì à? Lẩu. Dạ thèm lẩu gì? Lẩu dê là bò. Thèm ăn lẩu dê á, dê mà ba ăn dê á. Ờ qua. Lẩu dê ba dê hả? Còn qua ăn có tí xíu gì không? Chị biết nhiêu không? 1.7 triệu. Trời ơi, hai cái lẩu với hai ba dĩa gì á. Ăn ở xưa dành thành mà nồi đất có rẻ. Lẩu dê bên ba dê là có tiếng mà. 1.7 triệu trời trời. Giờ tính tiền mình nha. Cả mình đi ăn lẩu lên đi đi. Nói chứ mấy nay mình mệt, kiếm lẩu thấp cho nó khỏe. Nè, bà đó, cầm lẩu, lẩu anh Bảo muốn ăn lẩu nha cả nhà. Bà cầm có cái lẩu kìa. Mua bánh mì ăn mì rồi chơi đi, 5-6 giờ đi ăn lẩu. Rất đổi cuốn em về đi. Cầm, đem cái lẩu bán cho anh Bảo đi cầm. Lẩu đó có 200 mấy là ngon lắm. Rồi chia ra 50 ngàn. Dạ thôi cảm ơn chị. Rồi đi xíu em ăn. Mong cầm đang ăn bánh mì nha. Nè một cầm là bắt thờ sao chứ mới mua rồi bán cho mình. Mà vì cầm cái ngộ kia bán lại rồi mua lại không mua nữa. Cái má đi em mua sao phở các bạn. Trời ơi chị thấy tiền nữa rồi. Đẹp. Ủa sao nãy lúc đầu cũng định dữ lắm mà trời. Bà mua lúc đó là giống bắt liếc. Đâu. Tao nghe là bà mua cái thằng nào cái nè giờ làm bộ. Bỏ nó mua cho má này giờ mình làm hát luôn rồi. Ông cầm mà có cái trình độ dạy trai nha, mua 160 bán 120 nha. Thấy anh Bảo đẹp trai phải không? Cao ráo phải không? Chết rồi, tại vì mới đó lỗ 40. Hôm bữa bà cào ngón tay đập ghê nữa, đi thành lùi luôn rồi. Làm
lẩu trên người anh Bảo luôn hả má ơi. Đây. Mày thiếu không? Mày chơi con thiếu mà. Mình thiếu gì? Chơi vậy? Có tiền thiếu làm gì? Thấy không? Mày đến sao? Em sợ thiệt á. Ok liền không? Chơi vậy mà mất chơi một tử. Mày thiếu đi. Mày xảy đúng không? Lát đi, lấy quà. Mày lấy liền đi. Tiền cho anh đi. Mày lấy chậm tử đi. Chịu. Sấy quá trời đóng. Ông cầm vẫn có càng nha mọi người. Ủa mà chết ăn hai ổ luôn hả? Ăn ổ. Cho ông Cường ổ. Có rồi con với vợ con ngưỡng ổ luôn mà. Tại biết rồi, con Cường lấy ổ. Chức bá cho. Đúng rồi. Cái ổ bánh mì đó nhiều ổ chị ăn nó ngon. Mẹ con ăn đi, bảy con ăn không? Con không ăn đâu, không ăn đâu, cũng đủ rồi, nó rồi, nó rồi, nó. Trời nó. Con ăn rồi kìa. Trời. Con ăn này đi. Thôi thôi, con ăn đâu no rồi. Cả này bụng mập quá rồi. Con cầm vẫn vẫn thổi càng nha mọi người. Thổi càng chút xô. Hai ba này là mình về thằng ba này đi không? Gió mát quá ha, ở đây là gió mát. Có 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Cái gì chào cổ tích vậy đó. Rồi người lên núi, rồi mà xuống biển. Có mình chết có ba con này, ba con này. Ai giống như mình lên núi ha. Hậu cơ với Lạc Long Quân lúc mà đẻ ngang trong con chiên 50 con. 50 con lên núi, 50 con xuống biển. Đợt này anh Bảo đi xuống biển nha mọi người. Đi xuống biển với mình cầm nha. Chưa thu xếp được thời gian. Chưa xuống hết rồi. Ở đây là bây giờ người ta sắm bikini hết rồi đó. Anh Bảo là lo mà sắm bikini mặc cho nó đúng ngon. Ấy sao mà nó mua cái nón giặt nó ra ngoài mua nón giặt. Ghét tâm biển lắm, tâm biển giờ. Mua cái nón giặt nó đàn tội phải nó bán 20 ngàn cái à. Đời nào tâm biển. Đáng rồi, ai cầm nó dằn mà bà cỏ chỗ cho mình vô mình đi nắng mà ra ngoài mình tắm biển rồi tắm tắm mình dẫn đội nón đó nó mát anh Vũ Nguyễn là tén cầm ơi bà thích là đàn ông mặc quần đùi hay là bikini đi tắm mà một cầm có ý kiến không cầm ơi mệt quá kệ nó đi chẳng nó bớt nóng gì cầm nóng quá mất hay đó thì cầm nóng quá là mất hết tất cả luôn. Đúng rồi nóng quá là cho qua cái làm việc đó sự nóng giận là mất hết tất cả cả đầu tiên cầm bằng cái đầu chứ thấy mất cười thiệt á cái bông bông mất cười bữa được cái mà không đẹp cái đâu bận vậy mà không cần phải cái đó à, hở cái lưng em phải vậy đó hả? Mày, nãy bảo chịu cái đầm này. Rồi, chuyện này cầm xác định đi. Bây giờ mày không chịu mày đương quý đưa cái xanh này cho mày. Không. Thấy cái áo đó, không phải cái áo mà đầu tiên mà cầm nó vô nó thay á. Đầu tiên bông lông á. Cái đó là mừng. Tươi luôn. Cái đó mày không mừng không được. Rồi, cái đó mà tôi nhậu lên mà tôi nhìn thấy bà cái này. Mày bỏ nó mà đi dụng cái xanh. Bà có bỏ vợ, bỏ đi nữa. Ê mà tôi tưởng tượng được cái khúc mà anh Bảo ẩm bà lên nha, ok dưới biển mà trời thơ mộng nha. Ơi có nào đi 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 hai về ba không ngon? Có quyền lắm. Chồng tốt cho Bảo lên giường luôn cho Bảo ra ngoài thì ổng cầm, bà thích đàn ông mặc đồ bơi hay là thích đàn ông mặc quần đùi? Nói chung gì cầm nó không mặc là càng tốt, đúng không? Nhìn nó bị cái bà nhà mắc cười quá ha. Anh nói nhìn cái miệng một cầm mà là mắc cười lắm á, nhìn cái miệng một cầm thấy dễ thương lắm nha. Đâu có đồ đâu, chụp đồ vô phòng mà. Đúng rồi, chỗ mình đứng đây đi bộ.
biết nghe em thấy anh Bảo chú ý cần chi tiết của gì cầm luôn á. Đó, ngồi nhìn mà lắc đầu qua lại luôn. Anh Bảo thường thường hay có một cái câu rất là dễ thương mọi người ơi. Cầm ơi, em đẹp quá Cầm ơi. Cầm giống như là cái con ở trong hoạt hình mà cái con mà ăn cái dao vô cái tay nó bự lên á. Hoạt hình cỡ gì anh? Không biết là con Mỹ á. Cầm, anh Bảo nói bà giống như búp bê tình yêu là Cầm ơi. Anh nói lấy láo lao chỗ gọn. Ờ, ca nói gì cầm được đó. Rồi 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 rồi. Cái hộp mới đâu mà nãy luôn. À, theo Bảo à, ưu điểm của Mộng Cầm là gì, nhược điểm là gì mà Bảo? Ưu điểm của Bảo là xạo. Trời ơi. Ưu điểm là xạo, nhược điểm là sao anh? Điểm cũng là xạo luôn. Xạo luôn hả? Vậy là tóm lại một cái câu là ưu điểm á, là xạo, mà nhược điểm là quá xạo. Có cười. Không ăn ứng gì mọi người ơi. Nhìn ra nó cười. Bảo nhìn cầm xe đóng. Bọn cầm cái miệng bả giống như bả xếp lên được luôn. Cái màu dưới bả tin không? Đụng cái lỗ mũi á tin không? Có ai làm được không? Làm đếm được không? Đụng không cầm đụng không? Màu dưới bảo đảm đụng. Không, tôi nói là bà làm được. Riêng anh Bảo là làm không được đó. Môi dưới đụng cái mũi là hơi bị khó rồi đó. Nội cái lưỡi đụng mũi là khó. Đụng, đụng, em nghĩ là đụng. Đụng chắc luôn á. Đó, 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 mạnh lên đi cầm. Tới mà. Đâu? Đâu làm lại ai? Đưa nó lên vậy, rồi bụng ra là máy rồi. Mày đừng có bụng. Mày tự động mà đưa cái lưỡi mày đụng mũi thôi. Đâu thử lại cái gì cầm. Tới rồi. Không, sợ bà không làm thôi chứ em nói bà tới, bà nhai là em thấy gần tới rồi đó. Bà mất cái răng rồi mà, chị nghĩ sao vậy? Trời giờ cá nướng thôi, 20 ngàn đây nè. Cầm, đừng đụng không? Hỡi công chuyện này. Ở chỗ này không có người đặt, có gì được hết tình thường lắm á.